Xin chào tất cả các bạn và anh chị đã trở lại với kênh YouTube của Phong An. Thì trong video ngày hôm nay thì Phong sẽ hướng dẫn mọi người có thể mua được hàng online trên Bách Hóa Xanh một cách tiện lợi nhất. Vì hiện tại là giãn cách, chúng ta vẫn còn thực hiện cái việc này và đi chợ rất là khó khăn. Cụ thể ở một số địa điểm giống như là ở chỗ mình thì đi chợ thì mình cần 5 ngày mới có thể đi chợ một lần. Và không phải nhà nào cũng có thể mua một phát ăn trong 5 ngày. Và có một số nhà thì họ ăn dữ lắm là 2-3 ngày là họ hết đồ ăn, hoặc là tủ của họ chứa không đủ cái lượng đồ ăn trong 5-6 ngày. Như vậy thì giải pháp hiện tại chúng ta chỉ có thể là mua hàng đồ ăn online. Với cái thời điểm hiện tại, cái việc bán hàng online thì nó cũng phát triển khá là nhiều rồi. Tuy nhiên thì thành phố vẫn là nơi có cái dịch vụ này nó phát triển nhất và có thể dễ dàng đặt mua nhất. Còn ở quê của mình hiện tại thì ở Tiền Giang và một số tỉnh lân cận thì nó cũng cái mô hình này thì nó cũng ít thôi. Đa số là những cái chỗ bán thực phẩm này, bán online thì họ là một số cá nhân và họ bán rất là ít những cái sản phẩm, hoặc là họ bán chỉ có một loại thôi. Ví dụ là anh bán tôm thì anh chỉ bán tôm thôi, anh bán rau củ thì anh chỉ bán một cái loại rau củ nhất định trong cái ngày đó thôi. Ít có chỗ nào mà họ bán cái kiểu giống như là cái chợ nhỏ vậy. Thì hiện tại bây giờ thì ở dưới quê chúng ta, điện ở Bách Hóa Xanh thì họ đã trải dài khắp đất nước rồi, chỗ nào mình cũng thấy có Bách Hóa Xanh. Và hiện tại họ cũng đã hỗ trợ việc giao hàng online trong cái mùa giãn cách này thì rất là tiện lợi. Tuy nhiên thì cách đặt của nó thì nó có hơi phức tạp một chút. Giống như trước giờ thì chúng ta vẫn đặt hàng online thường đặt qua website này nọ, thì cái này nó lại đặt qua Zalo. Thì đây là một cái tiện mà cũng là một cái khó, vì nó hơi mới. Trước giờ đặt website thì nó vẫn đơn giản hơn, và hiện tại thì Zalo nó đã cập nhật lên nên cái việc đặt hàng nó đã dễ hơn lúc mới đầu rất là nhiều. Mới đầu chúng ta sẽ nhắn tin rồi inbox cho cái nhóm để họ có thể soạn hàng, thì cái đó cũng là một cách. Hiện tại thì cách này vẫn dùng được, và tuy nhiên thì nó cũng nó khó hơn cho người soạn hàng, và soạn hàng nó có thể lâu hơn cái việc mà chúng ta soạn bằng cái đơn bằng hệ thống điện tử của nó thì nó dễ hơn. Hiện tại là Zalo cập nhật thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, và các bạn nên làm cái hướng dẫn này của mình thì nó sẽ chính xác hơn. Vì hiện tại trên mạng xuất hiện rất là nhiều trang Zalo giả mạo của Bách Hóa Xanh, nếu mà các bạn không tin ý hoặc không lưu ý, không để ý kỹ thì có thể rất có thể là bị những cái trang website, những cái Zalo giả mạo đó họ vào, họ ghi cái số tài khoản ảo của họ để họ lấy tiền của các bạn và các bạn không nhận được hàng. Thì các bạn lưu ý cái này và các bạn xem kỹ video nha, để tránh các bạn vô nhầm group. Và khi mà vô nhầm group thì họ sẽ, nó cái group đó sẽ rất là giống với cái group thật, nó chỉ khác là cái số tài khoản thôi. Vì thế khi các bạn chuyển khoản vào thì nó sẽ không vào của Bách Hóa Xanh mà vào của những người lừa đảo đó. Thì bây giờ thì các bạn sẽ bấm vào cái link ở bên dưới phần mô tả mình để cho mọi người đó. Cái link đầu tiên dưới phần mô tả, khi các bạn bấm vào thì các bạn sẽ vào được cái trang như trên hình này mình để cho mọi người. Thì cái trang này thì nó cũng đơn giản thôi. Đầu tiên thì các bạn, đó là vị trí thì mình ở Tiền Giang thì mình sẽ kiếm Tiền Giang nha. Các bạn chỗ nào các bạn kiếm chỗ đó, Tiền Giang và huyện Cái Lậy. Và tiếp đến chúng ta sẽ chọn xã. Đây, xã Hòa Khánh nha mọi người. Thì lúc này nó sẽ cho các bạn một cái Zalo group của cái Bách Hóa Xanh gần nhất chỗ các bạn ở. Đó, thì mình sẽ bấm vào đây ha. Cái này thì mình dùng Zalo trên máy tính, thì các bạn dùng trên điện thoại cũng y chang vậy luôn, nó không khác gì cả. Để mình dùng máy tính để mình dễ diễn tả hơn cho mọi người xem thôi. Đó, thì chúng ta sẽ vào được cái này. Đây, đây là cái Bách Hóa Xanh của mình, nó có tên là 147 Hòa Khánh và cái logo Bách Hóa Xanh. Thì khi mà các bạn vào bằng cái link của mình nha, thì nó sẽ dẫn các bạn chính xác 100% vào những cái group của Bách Hóa Xanh một cách chính xác nhất và không thể không có nhầm lẫn được. Đó, vì cái này nha, cái này cái group thì các bạn biết là rất là dễ tạo và rất là dễ làm giả. Chỉ cần tạo cái group và lấy cái logo của Bách Hóa Xanh về, và sau đó là một số thủ thuật này nọ dẫn hướng các bạn vào. Vì thế các bạn nên vào bằng cái link của mình. Đó, thì cái link của mình là của Bách Hóa Xanh, họ cung cấp luôn. Vì thế là nó sẽ không có sự gian lận ở trong đó và độ chính xác nó cao hơn, và nó không có chuyện mà rút giả và để lấy tiền của các bạn. Thì ở đây đó thì các bạn có thể mua hàng bằng hai cách. Thứ nhất là các bạn comment, các bạn bình luận ở trong đây là tôi mua cái gì và địa chỉ số điện thoại ở trong đây luôn. Hoặc là đây, các bạn có thể bấm vào cái link ở trên nè. Lúc nào ở trên cái group này cũng có một cái link cố định, thì các bạn bấm vào
Thì ở đây nó sẽ hiện là đặt hàng giao hàng đó, cũng như là hướng dẫn các bạn đi chợ giùm bạn nè, đó đó tất cả đây hình như nó có hướng dẫn nè mọi người. Trời, nó quay lâu quá. Để đó, cái này thì các bạn coi kỹ nha, vì cái này á, là cái dạng như là thông báo, các bạn nên theo dõi thường xuyên để biết những cái cập nhật của nó, để các bạn đặt hàng nhanh chóng và tiện lợi hơn ha. Đó. Khi các bạn vào cái group và các bạn bấm ở trên gần cái chữ group này nè, đó nó có cái hàng tin nhắn bách hoa xanh gì đó giao hàng nè, các bạn bấm vô thì nó sẽ đẩy các bạn lên cái tin này và các bạn sẽ chọn cho mình là bách hoa xanh này đó, thì nó đẩy qua đó, chọn cái này đi chợ giùm nè, cái link xanh xanh nè, bấm vào thì nó vào cái bách hoa xanh này và các bạn bấm vào bắt đầu mua hàng, thì trên đây nó giới thiệu các khung giờ làm việc và các ghi chú nè. Là khả năng phục vụ là 100 đến 200 đơn. Ví dụ ngày đó nó hơn 200 đơn thì các bạn phải đợi ngày sau để các bạn nhận được cái này. Đó thì nó cái này nó phải chịu, nhiều khi nhiều đơn quá họ xử lý không kịp. Số điện thoại chỉ đặt một lần trong 3 ngày. Một số điện thoại chỉ đặt một lần trong 3 ngày. Ví dụ nhà mình 3 người thì mình có thể đặt một ngày mình đặt 3 đơn trong 3 ngày. Nói chung là một số điện thoại chỉ đặt giống như đi chợ vậy, một ngày đi một lần vậy các bạn. Mà một người đi một lần. Đó. Giá trị thì 300 đến 1 triệu rưỡi, 1 triệu rưỡi là giá trị tối đa và 300 là giá trị thấp nhất hả? Ở giá trị thấp nhất thì hình như nó đổi mọi người, thì trước đó thì mình nghĩ là hình như là mình nhớ là 100 mấy là họ giao, bây giờ hình như là 300 á. Thì cái này các bạn có thể hỏi lại nha, vì cái này chính sách nó đổi liên tục à. Các bạn bấm vào bắt đầu mua hàng. Và ở đây thì có tất cả những sản phẩm mà Bách Hóa Xanh gần bạn họ bán hả? Tất cả sản phẩm thì các bạn có thể lựa chọn những cái sản phẩm nào các bạn đang cần mua đó, ví dụ mực nè, cá bạch má gì nè, đó rất là nhiều, rất là đủ, đầy đủ cho các bạn có thể mua được đó. Rau củ quả trên đây thì có những cái chủ đề rau củ quả, đồ ăn uống các loại nè, đồ mát đó, đó đủ hết luôn. Và các bạn chỉ cần ngồi ở nhà có điện thoại và họ sẽ giao cho mọi người. Các bạn nhớ ghi địa chỉ chính xác, số điện thoại cũng phải chính xác luôn nha. Rồi thì đó, thí dụ nha, mình mua bên phần thịt đi, một cái này đó, khi mà bạn mua nên số lượng, thí dụ mình mua 1, 2 đó, 300 gram, 2 cá là 600 gram, thì cái mình xem có một xem đơn hàng. Thì ở đây khi mà xem đơn hàng á thì mọi người sẽ thấy ở đây thì tổng tiền dự kiến nha là 303.000, giá có thể thay đổi theo khối lượng cân thực tế đó, thì một số trường hợp là có thể là nó sẽ nhiều hơn chút hoặc là ít hơn chút. Và ở đây thì số điện thoại liên hệ thì các bạn để số điện thoại của mình nè, và anh hay chị nhập tên, số Zalo và nhập cái địa chỉ giao hàng để mọi người khi mà họ giao thì họ liên hệ với các bạn đó. Sau đó thanh toán chuyển khoản thì các bạn bấm vào thanh toán chuyển khoản đó, ok vậy thôi. Nói chung nó cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên á thì một số trường hợp như mình đã nói lúc đầu á là bị Zalo họ làm giả, và khi các bạn vào thì sẽ bị chuyển nhầm tiền cho cái bọn lừa đảo. Vì thế đó, mọi người cẩn thận về cái chuyện này, nên vào link này của mình chia sẻ để vào chính xác được những cái group của Bách Hóa Xanh, không bị nhầm lẫn và không bị mất tiền hoang. Ok, video này được kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nhé.